720W và nó có trọng lượng nặng tới 70kg và được trang bị trên trở kháng 8 ohm, độ nhạy cao tối đa lên tới 115 dB, một trong những model sở hữu chất âm cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke. Và với cặp toa 380SE chiếc máy quay, tôi đã thao tác và đã tháo sẵn một chiếc loa cho quý vị cùng tham khảo cũng như là cùng trải nghiệm phần nội thất của cặp loa này. Chiếc máy quay, khi mà chúng ta quan sát và chúng ta sẽ thấy được rằng tại sao mà cặp loa này nó hay như vậy và tại sao nó lại có thể so đo với bất kỳ cặp loa nào trong phân khúc bass 40. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo chi tiết chiếc máy quay và chúng ta sẽ có câu trả lời với cặp toa 380 SE Gold đến từ Japan. Chiếc máy quay là một chiếc loa tôi đã thao tác tháo sẵn, và một chiếc loa phía bên trái với cấu hình của cặp toa 380SE Gold đến từ Japan, được trang bị với chiều cao lên tới 80cm cả chân và nó có chiều ngang rộng tới 48cm, sâu 40, trọng lượng 70kg trên cặp toa 380SE. Với công suất sở hữu ở ngưỡng trung bình 720W và nó có độ nhạy cao lên tới 115 dB. Thấy rằng cặp loa còn đang mới và còn đang đẹp lắm anh. Tất cả phần nội thất của nó còn đang mới tinh khi được thao tác tháo sẵn. Chúng ta cùng quan sát lại một lần nữa với đoạn clip thứ hai. Tôi đã giới thiệu và test rất là chi tiết cho cặp loa toa này. Và chúng ta cùng quan sát ở phần bên dưới về phía mặt trước của cặp toa này, được thiết kế một bát súp với đường kính cắt mặt của nó 40cm và sở hữu gân vải xếp tẩm dầu siêu mềm, cũng là siêu bền, hoàn toàn nhiều năm cũng không lo vấn đề hỏng gân. Xương của nó là xương đúc và nó có cái nam châm từ lớn tới gần 20cm, 7 sắc cầu vồng. Đối chiếu về phía bên phải, chúng ta thấy rằng đây là một quả bát súp hạng nặng 40cm của cặp toa 380SE Gold đến từ Japan. Chúng ta thấy được rằng nguyên một cái bát súp và cái xương của nó làm rất là kinh khủng. Nó có thể so đo với bất kỳ một quả bát súp nào được gọi là hạng nặng. Với cái nam châm từ lớn tới gần 20cm, có lẽ rằng nó đã tới 20 rồi. Anh em quan sát này, đây là cái nam châm này và kia là cái quả bát của cặp bốt 601 series 3 này. Đó, chúng ta đối chiếu đi ạ. Và với 7 sắc cầu vồng của cặp bát súp này, chúng ta có thể thấy rằng nó quá khủng khiếp để so với những cái quả bát súp thông thường. Đây là ưu điểm đầu tiên của cặp toa 380. Phần bên trên của nó là một quả kèn rất lớn với đường kính miệng của nó là 40 nhân với 18cm và cái củ nam châm từ của nó cũng 7 màu và nó rất là to. Đó, quý vị thấy được cái nam châm của nó tới 16 phân. Họng kèn của nó sâu tới gần 40cm, chiều ngang 40 nhân 18. Kèn này thì chúng ta thấy rằng nó thể hiện chi tiết tới từng tiếng nhạc cụ là chắc chắn rồi, và với chất âm của toa để sở hữu cho karaoke thì quý vị miễn bàn luận trong phân khúc, và nhất là phân khúc tầm giá của cặp loa này. Nó có thể so đo với bất kỳ cặp loa nào bass súp 40. Và một điều nữa, chúng ta cùng quan sát trên cặp loa có công suất 720W này, phần chính giữa là một quả jack kim cương. Tương tự như trên những cặp loa JBL đắt đỏ thì chúng ta thấy được rằng đây là một quả jack, nó có cái nam châm từ rất lớn nằm phía sau, được giấu phía sau lưng và nó chỉ thở về phía trước. Duy nhất cái mũi loa ở phần bên trong, nó là một cái miếng kim cương trong suốt làm phía bên trong lõi loa này, và nó mang lại cho giải jack hoàn toàn là trong suốt.
Với phần thông số chúng ta thấy rằng ở đây chúng ta quan sát lại một lần nữa này. Toa 380SE đến từ Made in Japan, hai volume điều chỉnh, một cho trung âm, một cho giải check nằm về phía bên hông và nó trang bị rất đẹp. Tất cả thùng của nó là màu xám đá và được kê các góc rất là kỹ lưỡng. Khi mà được xếp cạnh nhau thì nó sẽ khớp các góc này vào rất là gọn gàng và quy củ theo phong cách của toa. Đây là một trong những cặp loa không những sở hữu chất âm chuyên nghiệp và độ gấu như chiếc máy quay, nó còn là một trong những model mang lại cho chất âm cực kỳ là tuyệt vời. Quý vị nhìn và ngắm đi ạ, xứng đáng không ạ? Ở đây thì so đọ với rất là nhiều những thương hiệu khác thì chúng ta bỏ ra một số tiền khá lớn, nhưng để đổi lại cấu hình gấu đẹp và hay như cặp toa này để cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke thì cả là một trong những vấn đề cực kỳ là khó, nhất là lại trong phân khúc giá tiền vừa phải ở ngưỡng 20 mấy triệu đồng. Chúng ta thấy rằng cặp toa nó là cực kỳ tuyệt vời, phần dưới đáy của nó cũng rất là đẹp, quý vị thấy rõ không ạ? Trọng lượng 70 kg, cao cả chân 80, ngang 48, sâu 40 và công suất trung bình là 720W trên trở kháng 8 ohm, độ nhạy 115 dB tối đa, hay còn gọi là 115 dB. Quý vị thấy đã chưa? Ngắm nhìn lại một lần nữa và chúng ta lại cùng thưởng thức với một tuyệt phẩm loa siêu khủng đến từ Japan. Đây là một trong những model trong phân khúc bass 40 có giá trị và nổi tiếng nhất hãng. Như vậy chúng ta đã thấy rõ là cấu hình mà tôi giới thiệu vào đoạn clip thứ hai này với cặp toa 380SE Gold đến từ Nhật Bản, còn đang mới thơm phức đến từng chút mùi gỗ khi mà ngồi ở cửa ni gần, và khi chúng ta được ngắm nhìn cái nội thất quý vị mới thấy rằng nó khủng khiếp cỡ nào. Nắp đi. Với cấu hình này thì quý vị nào quan tâm trong phân khúc tầm ngắm của mình thấy rằng nó có xứng đáng với từng đồng tiền bát gạo mà chúng ta để định đầu tư cho mình một cặp loa sở hữu chất âm 2 trong 1, cũng như là uy lực mạnh mẽ cho những căn phòng lớn tới hàng trăm mét vuông để vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke, và với giải trầm xuống rất là sâu và rất là mềm mại, hoàn toàn sẽ không có khái niệm là bị khô cứng hay là bị nghe lâu bị mệt lỗ tai, thì với cặp toa 380SE Gold trước máy quay, đây là một trong những cặp loa rất là đáng chơi và đáng đầu tư. Rất là chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị trên toàn quốc với kênh của Toàn Audio Nam Định, 0966866552. Quý vị nào quan tâm đăng ký kênh ủng hộ cũng như là theo dõi kênh, và tôi sẽ liên tục cập nhật và đăng tải rất nhiều những đoạn clip tiếp theo và với những tuyệt phẩm loa được tuyển chọn đến từ các thương hiệu lớn trên thế giới và sẽ được liên tục đăng tải tại đây. Nắp quả bát trước đi, cho nó đứng lên rồi nắp cái họng kèn cho nó dễ. Cái quả kèn nó rất là lặng, quả bát súp thì nó là lặng khủng hoảng luôn rồi. Quý vị bê nguyên một cái bát súp này không thì đã đủ phê rồi. Đó, khi mà những cái đoạn clip mà tôi đã phải cầu kỳ, bởi vì cái cặp loa này nó là quá khủng, nên là trong đoạn clip này thì tôi lại cho quý vị cùng ngắm nhìn cái nội thất của nó đã khủng rồi và lại còn đẹp đến như trước máy quay, thì là một trong những cái cặp loa nó rất là đáng chơi, đáng sưu tầm với phân khúc tầm giá không quá đắt đỏ như là Bose hay là một số thương hiệu khác. Và chất âm của nó có lẽ rằng quý vị đừng bàn luận. Đây là một cặp loa cực kỳ là tuyệt vời. Ai đã từng được chơi qua hoặc từng được nghe qua cặp toa 380 SD Gold này, chúng ta sẽ thấy được cái chất âm mà nó mang lại cho người nghe. Tôi có thể nói với quý vị một câu rằng chất âm của nó vượt xa tầm giá rất nhiều, và nó có thể bỏ xa rất là nhiều những thương hiệu lớn và đắt đỏ trên thị trường trong phân khúc Bass 40. Xin chân thành cảm ơn. Đây cũng là đoạn clip cuối cùng tôi giới thiệu về cặp toa 380 SE Gold đến từ Japan. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị. Đang thưởng thức có một chiếc loa thôi ạ. Dù rằng một chiếc loa thì vẫn thấy độ phê của nó. Kéo cái dây lên bắt nó bên trong giữ đứng lên. Cho đứng lên. Em thương sắc tím bằng lòng, anh thương màu áo trắng, tan chiều hoa tung tăng.
Hãy subscribe.